một hai ba vô. Mày khao từ cái gì đây? Xin chào các bạn. Để đáp trả cái món bánh mì đen hôm trước của bạn thì bây giờ hôm nay nhá, tớ sẽ mời bạn một món mà chắc chắn bạn chưa ăn bao giờ luôn. Món gì đây? Món gì thì tí nữa sẽ biết. Có ngon không đây? Không ngon hay ngon thì bạn không ăn. Ok, bật mí đi, món gì đấy? Không bật mí. Bật mí đi thì tớ mới chuẩn bị được cái tinh thần để ăn uống chứ. Đây chỉ là một món kem, nhưng mà không phải kem bình thường. Món kem á? Ui, món kem ngon đấy, đi ăn đi. Chưa gì. Kem này à? Không phải, kem này thì quá bình thường rồi. Kem khác cơ, đi. Đông quá các bạn ơi, mình phải xếp hàng rồi ngồi đợi đây. A few moments later. Đây đây đây, Hương ơi, ra đây xem nào. Đâu? Đây, có phải là kem không? Wow. Kem gà. Kem gà. Thế nhìn thấy hơi đặc biệt đấy. Gà que kem chưa ăn bao giờ đúng không? Chưa. Ok. Đây là lần đầu tôi ăn đấy. Thế bạn chọn ăn cái gì nào? Tớ mời. Bạn mời thì bạn cứ chọn đi, tớ cái gì tớ cũng ăn được. Thế thì lấy hai que kem này trước nhá. Ok. Ok. Các bạn ơi, món chính của chúng ta đã đến rồi. Gào cái kem đến rồi này. Bạn ơi, đến rồi, bây giờ mình thử nhá. Ok. Ăn đồ bắp trước đi. Ok, mời các bạn nha. Từ góc gào cái kem nhá. Ôi, bạn thấy không? Trông này giống như hình que kem luôn này. Đâu, 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 đâu. Đấy. Đây. Nha. Bóc siêu, bóc siêu. Wow. Wow. Thơm không? Thơm không? Thơm thật đấy. Để xem ở trong có gì nhá. Ở ngoài là gì đấy? Ở ngoài là có dừa. Dừa. Đấy, ở trong là thịt gà. Gà. Đấy, các bạn thấy chưa? Ui, toàn gà là gà ơi. Thơm đấy. Cảm ơn bạn ăn nhá. Ngon thật. Ngon thơm lắm. Ui, các bạn ơi. Đấy, của bạn ăn đấy nhá. Bạn bóc đi. Gà mấy kem nhá. Thơm không? Thơm thật nhiều. Thơm ơi là thơm luôn. Nhìn này. Bây giờ tôi sẽ bóc. Ok. Như điện thoại. Từ giống cái gà cái kem này giống như kiểu là iPhone bác lò hay bác ghi gì đấy đấy. Nhìn này. Không ngoài là toàn là dừa. Dừa. Từ miếng là. Ô, mà thằng bạn quên trứng à? Ăn rồi. Đúng là. Ăn như này để cảm nhận được vị nguyên bản của nó đã. Ở ngoài thì có một lớp bột giòn giòn này, ở trong thì gà mềm mới là mềm mà không một xương luôn, toàn thịt gà. Còn có cả dừa nữa chứ. Dừa thì là chỉ dừa thôi. Chắc bạn có thấy mùi vị của dừa không? Ít quá. Để là nhấm một tí nhá. Xin nhiều hơn nhá. Nhấm một tí nhá. Ok. Này. Bạn gần như này thì ngửi thấy mùi dừa đấy. Bình thường thì ăn kem lạnh đúng không? Bây giờ thì ăn kem gà cho nó độc. Kem ngoài tủ lạnh thì ăn mát lạnh. Đây kem ăn ấm ấm rồi không? Còn mùi dừa kiểu hơi cháy ấy. Kem này á thì đảm bảo không bao giờ bị viêm họng luôn. Mười điểm. Thế bây giờ dơ nè. Một hai ba. Yo. Ngon thật đấy. Đã bảo là món tớ mời kiểu gì chẳng ngon. Lần sau bạn lại tìm món mới nữa nhé. Cũng ngon bạn ạ. Chấm mấy điểm á? Nếu như gà que kem thì tớ chỉ chấm cho 8 điểm thôi. Bởi vì hình que kem nhưng mà ăn không mát lạnh như que kem. Tớ sẽ ăn cả luôn.
với kem này chưa? Lần đầu tôi ăn ấy. Dạo này trên mạng hot dần dần luôn bạn không ạ? Ừ, tôi thấy nhiều người ăn đấy. Đứng phải xếp hàng mãi mới có cơ mà. Muốn mua được gạo với kem không? Đợi lâu à? Bà Hằng ơi, tôi ăn xong tôi thấy trong cái kem có hình của ai đi? Đâu? Đây, thế là hình của ai? Đây á? Ừ? Tôi nghĩ đây là người sáng tạo ra gà với kem. Người sáng tạo ra hay là người lần đầu ăn ăn gà KFC nhỉ? À đúng rồi, đây là người sáng tạo ra gà KFC. À. Các bạn ơi, bạn Hùng ăn xong gà khoai kem rồi, bây giờ là lại ăn đến gà rán. Mình ăn hết mấy cái đùi gà luôn. Đấy. Bạn cứ cầm gà đùi mà cắn cần gì vậy? Mình phải ăn lịch sự chứ. Và các bạn nha. Lịch sự. Ngon. Bây giờ là đến lượt tớ ăn gà rán. Ngon quá. Gà rán là món khoái khẩu của tớ luôn. Không biết ở đây có bạn nào cùng sở thích không nhỉ? Ăn gà rán không thể thiếu ăn nhất có ba được. Nhưng mà tôi thấy cầm tay này ăn cho nhanh hơn ấy. Với lại tôi thấy gà mà cầm tay hoặc là gà kẽ ra cầm tay ăn ngon hơn nhiều. Ui, vừa nói rất mồm là ăn cho lịch sự. Ui giời, ngoảnh ra ngoảnh vào thấy cầm tay cắn rồi. Các bạn nhớ comment ở bên dưới cho chúng mình biết nhá. Và bây giờ thì bye bye, bye, bye.